mà nói coi. Thôi bà ơi, bà làm cái đội quần người ta luôn á. Làm gì đâu quá. Không, tự nhiên la làng lên rồi nguyên xóm biết rồi sao bà nội. Trời má ơi, má có chồng có làm như là má bị cái gì. Tôi lại bà nói nhỏ nhỏ giùm tôi cái. Trời đất ơi, là trời, con mình bà biết rồi đó. Bà la làng lên nguyên xóm biết cái rồi tôi đi quỳ tôi lại bà luôn. Mẹ ơi, mẹ chồng mẹ bố mẹ đi lấy ta sao mẹ sợ. Chồng thì chồng chứ mà lớn rồi, có cháu nội tới nơi rồi mà ba cái chuyện mà người ta đâu phải là lấy ra mà kể cho người ta nghe được. Trời chỉ có bà thân lắm mà tôi mới nói cho bà nghe. Sao mẹ cái. Ui, nói chuyện cho gió đấy. Cái gì gì bữa nay thấy cái mặt tươi rói kìa. Tươi mà tươi bà nội ơi. Bà tưởng tượng coi giống như là à, một cái hang mà không có tưới nước á, lâu ngày á tưới lên cái tươi gói lên đúng không? Ôi là trời. Thấy cái mặt có nay hồng hào tươi nè. Thôi bà nội ơi, sao quá sao? Cái vấn đề ở đây là à, thì là vậy đó đúng không, là tươi đó đúng không? Thì lâu lâu người ta mừng lại thì cũng cảm giác nó trẻ cỡ 5-10 tuổi đúng rồi, gọi là thanh xuân đi. Ờ mà vấn đề là đây gì ta làm hoài đi, nó trẻ. Lao quá, có cháu nội rồi. Chết đã nội đến nơi rồi mà kêu làm hoài, ai mà chịu được. Làm hoài đi nữa, đẻ thêm đứa nữa, có sao. Phạm. Thôi làm vậy? Thôi làm ơn đi. 40-50 tuổi rồi, mà mấy năm nay có rụng với dâu nào đâu mà bầu với bì đẻ. Bà nói được, bà đẻ đi, bà đẻ thì được chứ tôi không. Khi đâu tưới tưới nước vô cái trời mưa nó nở ra cái nó quỷ nó nở ra cái đẻ ra hơi cặp sinh đôi luôn. Đấy. Cái miệng nha, tôi không thấy là con tôi lớn rồi trời. Nở có bầu ha. Bà bớt cái miệng mà giùm tôi cái đi. Trời ơi là trời, có xui có da là có bầu cái này quỳ lại bà xui luôn. Con lính càng màu xanh. Trời ơi, nó mới cấn này có 2 tháng mấy, 3 tháng mấy nhiêu mà sanh về chưa, cuối năm cầu cuối năm. Có gì nữa nó sanh trước bà. Ê, sao bà cứ nói ngày bà tôi không suy nghĩ tới chuyện đó, bà cứ nói tới hoài chi vậy? Mà nói nó sắp chạy với trời. Chuyện cái gì? Rồi đáng người ta con người ta lớn tới nơi rồi, ta lo ta làm ta nuôi cháu nội, mà tối ngày mà trù người ta sanh đi. Bà không giỏi bà sanh, bà về bà sanh đi, bà kêu chồng mà cứ mất mâm bà. Trời ơi, làm hoài đó bà có sanh được đâu. Thôi. Ôi là trời, tôi tới thiệt bà hả, cả mấy năm nay là tôi không có miếng dâu nào rồi mà bà nghĩ sao mà tôi được sanh. Không có, nở cái chân nó nả ra một đống luôn. Bớt đi, xàm quá. Rồi hẹn rồi chừng nào đi chợ đi trời. Chiều mua đi. Mấy cái đầm mặt coi. Giết cho mặt đồ bộ với ông chê. Đó đúng rồi, bạn nằm đi, bạn tới rồi, sao ông vuốt ve rồi. Sao mệt quá. Cho ông tưới nước. Tao lao quá. Đi về à. Tao lao nha. Nào đi gọi cho tôi nha. Vậy là cảnh chảnh ra nữa ha, rồi đẻ mà tôi cũng đi đâu. Tôi mua đồ ok. Bảy thì nhiều chuyện. Ê bà Chính, hôm nay cái mặt tươi gói vậy trời. Chắc là tối nay chồng ước ư chứ đâu. Giọng mặt tươi gói vậy trời. Sao mình nội cho biết. Sao mình biết hay vậy? Mà Bảy Ly có kể tôi nghe chứ đâu. Thánh thần ô của mẹ Bảy Ly thì cái miệng quá trời, cái miệng đi à trời ơi. Không, có ba mới kể đúng không? Trời ơi là trời, thì hai vợ chồng ổng mua đồ cho tôi. Tôi vui thôi à, không có làm gì hết trơn á. Trời ơi. Già chứ mà nghĩ coi có tuổi rồi làm gì đó, rồi quỳ lại người ta luôn á, thiệt á. Cũng phải có chứ à. Thôi bà nội ơi. Sao không được cơ? Lớn rồi. Già tới nơi rồi làm gì? Thầm ơi bà nghĩ coi cháu nội tới nơi rồi làm bác chỉ nói con cái nhìn vô nó cười vô mặt thiệt cái thúi đầu luôn á. Làm gì cũng có không có bữa nay từ gói không kìa. ổng mua vàng cho tôi đeo, ổng mua đi làm ổng đưa tiền cho tôi vui thôi chứ không có gì hết trơn á. Vậy là bà Bảy Ly đó nhiều chuyện hả? Bả nhiều chuyện á, bả tà ma, bả tà lao á, bả tà lao á. Tôi không có như bả đâu bà nội ơi. Đi về đi ha. Rồi có tuổi cũng phải ăn cơm chứ trời, mất cỡ rồi lén. Ông nội làm tới giờ chưa về nữa trời. Bình thường cũng về nghỉ trưa mà sáng nay không về hết trơn. Phải về nghỉ trưa 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ chứ. Ôi bắn cái khúc trên đó nữa là được rồi đó. Rồi này không rồi. Đây. Tại sao bữa nay không về? Làm xíu cho nó rồi, nó giao nhà cho người ta luôn rồi về làm gì? Tối rồi cũng phải nghỉ trưa 1 tiếng 2 tiếng chứ trời, làm gì mà làm gì mà chưa trời chật gì còn làm.
thì làm cho nó rồi nó giao luôn để chiều trời mưa rồi sao mà làm. Nghỉ đi, nghỉ ngơi chứ trời. Đó giờ không kiếm tôi, bữa nay rảnh rồi kiếm tôi chi vậy? Thì không thấy ông về nghỉ chưa, tôi ra tôi kiếm ông thôi. Trời ơi, bữa nay bà có cái gì bà kêu ông về thì ông về đi anh Bảy. Làm gán em chút được gì đâu. Đây đây em làm cho. Để lính làm đi, đừng có mày làm gì. Vậy bắn cho rồi là đắng xuống đi giao nhà người ta nha. Mấy mặt bữa nay tươi lắm nha, bữa nay chắc anh có số rồi đó. Số má gì? Khùng. Ừ vậy thôi. Tào lao. Trời ơi. Vậy kêu ông về ăn cơm thôi chứ không có làm gì hết trơn á. Giữ sức khỏe nha anh Bảy. Về ăn cơm chứ ở làm hoài làm cũng có tăng lương thế nào đâu. Tự nhiên mặt tươi dữ trời kìa. Mày nha, mày bóp xào nha, mày bóp xào giùm tao cái nha. Rồi xíu xíu cho gọi nha. Từ từ thôi nha anh Bảy. Ừ. Đi không biết về hết trơn. Tao đợi nhà. Tôi để tắm cái mùi hôi mùi hám chứ mà tôi có tắm, khỏi có tắm luôn đi, khỏi có tắm được. Ủa sao bữa nay tự nhiên đâu vô phòng cha mẹ vậy? Nó mới lạnh nó mát. Ủa sao ba dậy sớm vậy? Thì ba mình về nghỉ trưa ăn cơm với làm gì? Mẹ kêu về nghỉ trưa ăn cơm nước nè nghỉ ngơi nè. Bình thường ăn ở quán cho nên về nhà chị. Thế là lâu lâu về nhà ăn cơm gia đình nhớ vui vậy. Sao mà lâu lâu được con Nghi nó nghe không thì bình thường có về, bình thường chưa về không về đấy. Ba mày lớn rồi, sức khỏe yếu rồi, phải nghỉ trưa ăn cơm đầy đủ, bác sĩ dặn vậy á, chứ không có được mà làm lao tâm lao lực quá, hiểu không? Rồi mày nói đi học về không lo tắm rửa rồi ngủ ghê gì đi, rồi chơi game hoài. Ủa phòng con có máy lạnh mà? Máy lạnh nó mấy cái đồng móng pin rồi bắn có được. Thằng thì chưa kỳ đàn cả mũi gì vậy? Gì vậy? Hả? Không, ý là ở máy lạnh kiếm rồi bị viêm mũi. Ba mẹ ăn cơm chưa? Tính cho ông ngủ nghỉ ngơi xíu rồi mẹ ra mẹ nấu cơm nè. Ăn rồi tối lại ôm cái điện thoại hoài đi, chơi game hoài đi, người ta không biết đi ra đường giao du bạn bè rồi đi chơi rồi tối ngày mà ở nhà chơi game cu cú vậy đó. Bạn bè ngoài xã hội lên đi thì đi chơi với bạn bè nói chuyện lớn trai lớn rồi 16-17 tuổi rồi thì nó cũng ở trong nhà cũng có nha, nó đi đâu đâu bây giờ ngủ tụi nó đi chơi đi. Thôi tôi nói tiền nó đi chơi đi, là mẹ cho tiền đi chơi nè nè. Gì cho tiền đi mua bánh cà phê chơi đi. 30 nghìn không có mua chịu được con rồi, còn ba bạn con này kia nữa đủ. Anh ngô mày có nhớ bạn gì quá trời rồi, 30 ngàn là vừa đủ uống cà phê ăn bánh rồi đó. Rồi lại nhiều nhiều đi cho nó đi chơi đi nè. Với 50 ôi 50 có tới đâu đâu, ngoái ngồi tí là hết trơn à. Cho lại nó nhiều nhiều đi cho nó đi chơi rồi xong bạn bè nó cũng được rồi. Nè rồi đó, đủ rồi đó. Thôi nhớ không đi à. Thì đi chơi bữa nay nghỉ buổi chiều thì đi chơi hết buổi chiều cũng được nữa. Đi tôi muốn đi lâu là đi, là đi để giao lưu bạn bè đi. Thường không có suy nghĩ gì hết trơn rồi xong rồi chiều về rồi ăn cơm, mẹ kêu về rồi ăn cơm rồi, chứ mày cứ cắm đầu vô điện thoại hoài biết 11 ở trong mày cận nè. Rồi mày biết này tùm lum hết trơn rồi. Hỏi mày làm em đi à, làm gì bây giờ? Ông ngủ tao ra tao làm đồ ăn cơm, không biết làm gì cần làm cứ làm đi. Đi à, thằng này biết là thôi lớn ăn nói chuyện đừng có tao tiếng động nhưng mà tối ê thằng này cũng mau luôn đó. Làm gì để cho nó biết không? Biết cái gì? Đồ quần như ta ở lớn thì để ý có gì đâu, con cái trong gia đình có cái gì đâu lo hoài mà không có. Nó đi rồi. Ê anh ngủ lẹ lẹ đâu. Đi đi chiều nhớ về sớm. Anh đi nha, chiều anh về sớm một già cũng được. Chết là liền tôi chết. Còn có gì đâu. Ủa ba mẹ nhanh vậy? Chạy vậy chứ chị. Ủa sao nửa tiếng không nhanh như vậy? Kì vậy? Nó kì. Ba mẹ ăn cơm xong rồi ăn rồi đi. Nghỉ ngơi chút xíu đi làm chứ mẹ ngủ. Còn nói vậy có suy nghĩ mẹ bà nha. Đi lẹ rồi chiều về coi nha. Rồi. Cô ba là kỳ thôi. Kỹ vậy? Nhanh chứ vậy? Thường là lâu lắm á. Mày lâu. Ôi lâu không? Hả? Nhỏ tối ngày nha. Bà ăn